quý vị, máu nhiễm mỡ là một bệnh lý rất nhiều người mắc phải. Theo thống kê của Hội Phòng chống tai biến mạch máu não Việt Nam, thì hàng năm có khoảng 200.000 người Việt Nam bị đột quỵ não do biến chứng của mỡ máu cao thường xuyên, và trong đó 50% bị tử vong hoặc là chấp nhận cuộc sống tàn phế suốt đời. Trong khi đó, 25% bệnh nhân gan nhiễm mỡ tiến triển thành viêm xơ gan và thậm chí là cả ung thư gan. Hiện nay có nhiều phương pháp để điều trị bệnh máu nhiễm mỡ, nhưng được nhiều người bệnh tin tưởng tìm đến là các bài thuốc từ thảo dược đông y vì an toàn, lành tính, hiệu quả lâu dài. Một trong số đó là bài thuốc của đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc trang thiết bị y tế Cục Quân y Bộ Quốc phòng, được điều chế từ 100% thảo dược tự nhiên, đang được người bệnh truyền tay nhau như một thần dược giúp khỏi bệnh chỉ sau một liệu trình điều trị. Vậy thì thực hư điều này như thế nào? Hãy cùng theo chân chúng tôi đi tìm hiểu nhé! Thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại nhà của bác sĩ Phạm Hòa Lan, và như quý vị có thể thấy là ngay từ sớm thì có khá là đông các bệnh nhân đang chờ đến lượt thăm khám. Với người dân xung quanh đây thì họ không hề lạ lẫm với cảnh này, bởi vì ngày nào cũng có rất là đông các bệnh nhân xếp hàng để có thể được thăm khám. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với các bệnh nhân tại đây ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Không biết là ngày hôm nay chị đến đây để thăm khám bệnh gì ạ? Tôi bị máu nhiễm mỡ, mà nghe nói ở đây bác sĩ Lan chữa bệnh máu nhiễm mỡ rất là tốt, nên là hôm nay tôi đến để mong được thăm khám và bác thuốc của bác. Vâng, vậy thì có nghĩa là chị đến đây là lần đầu tiên ạ? Hôm nay tôi mới đến lần đầu tiên, mà đến từ sáng sớm đó, nhưng mà ngồi chờ đến giờ vẫn chưa tới lượt khám này, đông quá. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Vâng, thế còn chú ạ, không biết là ngày hôm nay thì chú đến đây để thăm khám bệnh gì ạ? Vâng ạ, tôi bị bệnh máu nhiễm mỡ. Cái triệu chứng của nó là cái hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, và nhiều khi nữa là ăn không ngon và hay bị mất ngủ, và nó làm cho sức khỏe của tôi bị sa sút một cách trầm trọng. Thì thời gian qua thì nghe tin ở cái địa chỉ này thì bác sĩ Lan chữa bệnh này rất là hiệu quả, thì tôi đã đến thăm khám và được bác sĩ là cho tôi mua một liệu trình của cái sản phẩm Cholet BT. Thì tôi về tôi uống, sau khi uống hết một cái liệu trình đó thì tôi thấy rằng sức khỏe của tôi tiến bộ lên rõ rệt. Ngày hôm nay tôi tranh thủ thời gian để đến gặp bác sĩ Lan để tái khám lại và lấy thêm một cái liệu trình Cholet BT để về mình uống tiếp, làm cho cái chỉ số của cái máu nhiễm mỡ này nó ở cái mức ổn định, để nó làm cho sức khỏe của tôi ngày một tốt hơn và làm cho cuộc sống của tôi ngày một tốt đẹp. Xin cảm ơn những chia sẻ của chú ạ. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học, ngay từ khi còn nhỏ, đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan đã may mắn được tiếp cận với ngành đông y Việt Nam. Cùng với sự mày mò chăm chỉ và đam mê những loại thuốc thảo dược quý hiếm, bác sĩ Hòa Lan đã tích lũy được cho mình hàng trăm bài thuốc quý, được nhiều người bệnh tìm đến và điều trị khỏi cho hàng ngàn bệnh nhân. Nổi bật trong số đó là bài thuốc hạ mỡ máu, được người dân truyền tay nhau là thần dược, giúp giảm mỡ máu, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch do mỡ máu tăng cao. Xin chào bà con, tôi là Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc và trang thiết bị y tế của Quân y Bộ Quốc phòng. Thì tôi đã có hơn 40 năm kinh nghiệm về nghiên cứu này, về khám chữa bệnh này, bằng các bài thuốc thảo dược đông y Việt Nam. Và trong quá trình hành nghề của tôi ấy, thì tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân bị mỡ máu tăng cao, rồi gan nhiễm mỡ tăng cao, máu nhiễm mỡ hay còn gọi là rối loạn lipid máu, là sự bất thường trong cái chuyển hóa lipid, và nó dẫn tới là cái thay đổi về chức năng và hoặc là nồng độ của cái lipoprotein trong máu. Bởi vì chu trình chuyển hóa lipid trong cơ thể mà bệnh mỡ máu, gan nhiễm mỡ nhiều mức độ tăng cao này có thể có mối liên hệ nó chặt chẽ với nhau. Gan thì có nhiệm vụ chuyển hóa các loại mỡ trong cơ thể, rồi tích trữ hay là đào thải một phần. Chính vì vậy, rối loạn mỡ máu thì kéo dài, thường gây kèm theo là gan nhiễm mỡ. Và những bất thường về chức năng gan cũng khiến cho gan tích tụ mỡ thừa, suy giảm cái khả năng chuyển hóa và gây ra mỡ máu cao. Những cái hậu quả của bệnh mỡ máu ấy, rồi gan nhiễm mỡ nhiều mức độ tăng cao thường đến sau những cái nguy cơ đe dọa tính mạng trầm trọng. Thì có thể điểm lại một số nguyên nhân xuất phát từ lối sống gây nên tình trạng máu nhiễm mỡ. Thứ nhất phải nói là lười vận động, rồi thừa cân, rồi béo phì, rồi hút thuốc lá, rồi uống rượu bia, rồi ngoài ra ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất béo, nhất là loại mỡ động vật. Cái một số triệu chứng người bệnh có thể gặp phải như là khi bệnh chưa tiến triển sang giai đoạn cuối thì thường là hay hoa mắt này, rồi chóng mặt này, đau đầu này, thở gấp, tim đập thì nhanh hơn và có hiện tượng là đau tức ngực, vân vân.
Và khi bệnh thế phát triển ấy, thì đến giai đoạn cuối thì lúc đó là dẫn đến là nặng rồi đấy, là đã bị đau tim, rồi huyết áp nó tăng cao lên, rồi nhồi máu cơ tim, và nặng nhất là xơ vữa động mạch và đột quỵ vân vân. Theo thống kê tại Việt Nam, có tới 30% người trưởng thành bị mắc bệnh mỡ máu, rối loạn lipid máu. Tỷ lệ người thành thị mắc bệnh là 44,3%. Số người bị bệnh ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những người trẻ tuổi. Nếu không chữa trị đúng cách và kịp thời, sẽ gây ra những biến chứng rất nguy hiểm. Đặc biệt nguy hiểm hơn khi kết hợp với các bệnh lý về gan như viêm gan virus, viêm gan B. Khi bệnh ở những giai đoạn nặng sẽ có nguy cơ chuyển biến thành viêm gan, xơ gan và nặng nhất là ung thư gan. Đây đều là những căn bệnh nguy hiểm về gan mà có nguy cơ tử vong rất cao. Cũng chính vì vậy, nhiều người bệnh truyền tay nhau khi biết đến bài thuốc của đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan để được tư vấn chữa khỏi, chi phí ít tốn kém, điều trị tại nhà và không để lại biến chứng. Sau khi khỏi sẽ không tái phát vì được điều trị tận gốc căn nguyên gây ra hiện tượng mỡ máu tăng cao. Nhiều nghiên cứu khoa học thì chứng minh cây nền nghệ thì có tác dụng hạ mỡ dư thừa có trong các cơ quan nội tạng, rồi trong gan, trong máu, giúp người bệnh điều hòa nhịp tim, bình ổn được huyết áp, đồng thời là phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc các cái bệnh về bệnh lý về tim mạch như là xơ vữa động mạch này, nhồi máu cơ tim này, đột quỵ vân vân. Đặc biệt thì không gây tai biến và cái tác dụng phụ. Thứ hai phải kể đến là cái rảo cổ lam thì giúp cho tăng cường cái chức năng gan, làm mát gan này, giải độc gan này, hạ men gan này, và có tác dụng là hạ cái lượng mỡ ở trong máu, giảm cholesterol trong máu. Rảo cổ lam thì làm hạ cái cholesterol toàn phần ở trong máu, đồng thời làm tăng cái miễn dịch và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Nó có tác dụng là kìm hãm cái sự phát triển của khối u một cách rõ rệt. Bệnh nhân mà uống rảo cổ lam ấy thì làm cho dễ ngủ hơn và có giấc ngủ là sâu giấc hơn, và có tác dụng là giảm béo phì, rồi tác dụng nhuận tràng, giúp tăng cường máu về não hơn. Bệnh nhân này giảm cái đau đầu, rồi giảm cái hiện tượng hoa mắt, rồi chóng mặt và giảm các cơn đau tim, và nó có tác dụng là ngăn ngừa cái xơ vữa mạch máu và giúp hạ huyết áp, phòng biến chứng về tim mạch. Và thứ ba phải kể đến cây đổ ngọn thì nó có tác dụng là điều chỉnh lượng mỡ ở trong cơ thể, ngăn không cho hấp thụ thêm mỡ khi mà cơ thể đã no. Và trong cái cây đổ ngọn ấy, có một hoạt chất gọi là flavonoid, có trong cây đổ ngọn có tác dụng là tiêu diệt các gốc tự do trong cơ thể. Cái loại cây này ấy, còn được sử dụng để chống cục máu đông, chống xơ vữa mạch máu và hỗ trợ điều trị các bệnh về tim, điều hòa tuần hoàn não và tăng cường máu lên não, giúp giảm bệnh nhồi máu cơ tim. Đặc biệt ấy, thì trong bài thuốc này thì tôi có kết hợp thêm một chất là beta glucan. Nó có trong các cái tế bào nấm men, giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol xấu. Một là trong những cơ chế giảm cholesterol máu ấy, là beta glucan là ngăn chặn sự hấp thu cholesterol ở dạ dày, ở ruột vào máu, nên giảm cái lượng là cholesterol toàn phần. Và kết hợp cùng các thành phần dược liệu khác ấy, thì sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc hỗ trợ giảm mỡ máu, ngăn cái nguy cơ xơ vữa mạch máu và hẹp mạch vành. Công thức hỗ trợ giảm mỡ máu của bác sĩ Phạm Hòa Lan gồm các thảo dược quý, rễ nần nghệ, rảo cổ lam, lá đỏ ngọt, đan sâm, beta glucan đã được chứng minh hiệu quả và an toàn từ ngàn đời nay. Với quan điểm trong y học cổ truyền, sự kết hợp thống nhất giữa phương pháp điều trị bệnh với việc bổ sung khí huyết, sức khỏe, nâng cao khả năng miễn dịch kết hợp trong một bài thuốc, hiệu quả chữa bệnh sẽ rất cao. Đại tá bác sĩ Phạm Hòa Lan đã áp dụng khoa học kỹ thuật kết hợp cùng bài thuốc quý để đưa đến người bệnh sản phẩm dạng viên sủi có tên Choles BT, có công dụng hỗ trợ giảm cholesterol trong máu, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, hỗ trợ tăng cường sức bóp cơ tim, giảm biểu hiện co thắt ngực và giảm nguy cơ hẹp mạch vành. Trước đây ấy, thì tôi chủ yếu làm theo phương pháp cũ là hái thuốc này, rồi để phơi khô, sắc thuốc. Tuy nhiên với số lượng bệnh nhân như hiện nay ấy, thì nhiều bệnh nhân ở tỉnh xa thì phương pháp này khá là lích kích và tốn rất nhiều thời gian. Đồng thời cũng khó uống vì các chất đắng có trong thảo dược. Nên cũng có nhiều bệnh nhân vì lý do đó mà không kiên trì sử dụng được, hoặc quá trình phục hồi cũng chậm hơn vì sử dụng không điều độ. Chính vì vậy tôi đã kết hợp với công ty để đưa bài thuốc của mình dưới dạng viên sủi thông qua sản phẩm Choles BT theo dây chuyền hiện đại, giúp người bệnh có thể tiếp cận và biết đến hơn. Toàn bộ quá trình chọn lọc nguyên liệu đưa vào sản xuất, đóng gói đến tay người tiêu dùng của sản phẩm đều được làm theo dây chuyền nhà máy đạt hiện đại nhất hiện nay, đảm bảo theo tiêu chuẩn GMP, nên người dùng có thể dễ dàng sử dụng và đạt hiệu quả cao.
Cũng nhờ có công nghệ này mà những người bệnh không cần vất vả như trước. Nhiều bệnh nhân tỉnh xa cũng biết đến bài thuốc này của tôi và đều phản hồi rất hiệu quả. Có cả những khách hàng nước ngoài cũng biết đến và sử dụng đều cho kết quả một cách rất tích cực. Viên sủi Choles BT được nghiên cứu dựa trên các phương thuốc thảo dược tự nhiên đông y quý, được lưu truyền và chứng minh hiệu quả từ bao đời nay. Sản phẩm có công dụng hỗ trợ giảm cholesterol máu, giảm nguy cơ xơ vữa mạch máu, hỗ trợ tăng cường sức bóp cơ tim, giảm biểu hiện co thắt ngực và giảm nguy cơ hẹp mạch vành. Choles BT thích hợp sử dụng với người bị cholesterol máu cao, nguy cơ xơ vữa mạch máu, người bị đau thắt ngực cơ năng và người cần được chăm sóc sức khỏe tim mạch. Viên sủi Choles BT được kết hợp sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy công ty cổ phần dược phẩm Freshline, đạt tiêu chuẩn GMP theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt các kiểm định an toàn thực phẩm cũng như các quy định của pháp luật. Sản phẩm đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám. Hơn 90% khách hàng đều phản hồi tích cực và nhận được sự tin tưởng của nhiều người nổi tiếng cũng như được các cơ quan báo đài đưa tin. Xin bác sĩ có thể chia sẻ đôi nét về công trình nghiên cứu sản phẩm Choles BT. Ngày nay, bệnh nhân mỡ máu, gan nhiễm mỡ nhiều, mức độ tăng cao thì đều phải dùng chung một dòng thuốc điều trị. Tây y tuy rằng có hiệu quả nhanh nhưng không thể sử dụng trong thời gian dài và dễ dàng bị tái lại. Thông thường, một loại Tây y chỉ hạ được một cái chỉ số hoặc LDL hoặc là triglycerid. Tác dụng trên gan nhiễm mỡ cũng còn rất hạn chế. Vì vậy, rất nhiều bệnh nhân bị rối loạn mỡ máu đa chỉ số phải dùng hai loại thuốc mỡ máu phối hợp với nhau. Với nguy cơ cao thì bị nhờn thuốc, phải tăng cái liều mới hiệu quả. Điều trị mỡ máu là cả một quá trình dài. Ngay cả khi thuốc dùng thuốc Tây y cũng cần phải từ 3 đến 4 tháng và những tác dụng phụ gây ra có thể khiến người bệnh mệt mỏi, rồi đau đầu, rồi chóng mặt, suy giảm chức năng về gan, đau cơ, vân vân. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng kết hợp các sản phẩm viên sủi Choles BT thì tôi tin rằng nó sẽ tăng hiệu quả hạ mỡ máu, gan nhiễm mỡ nhiều mức độ tăng cao, giảm thiểu mệt mỏi, rồi phòng ngừa nguy cơ tai biến cho người bệnh. Vậy thì bác sĩ cũng có thể chia sẻ đôi nét về sự khác biệt giữa sản phẩm Choles BT với những sản phẩm trên thị trường. Dựa trên kinh nghiệm của tôi thì đã chữa nhiều bệnh nhân mà khác nhau thì sự khác biệt lớn nhất mang đến kết quả điều trị bệnh là nguồn nguyên liệu và các thảo dược quý của sản phẩm. Thứ nhất là sản phẩm về sạch, rồi an toàn. Thứ hai là thành phần và liều lượng của thảo dược mình tính toán đưa vào phải chính xác, không thừa cũng không thiếu thì mới cho hiệu quả được. Những vị thuốc như là dễ nần nghệ này, rồi rào cổ lam này, lá đỏ ngọn này, đan sâm vân vân thì từ xa xưa đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả với người bị máu nhiễm mỡ hoặc gan nhiễm mỡ. Thêm vào đó, việc tôi kết hợp với dây chuyền nhà máy hiện đại để bào chế sản phẩm trên một dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP. Thế toàn bộ quá trình được khép kín, giúp giữ được nguyên vẹn thành phần, rồi giữ được màu sắc, rồi hương vị cũng như là tinh chất của nguyên liệu, mang đến hiệu quả cao cho người sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm được bào chế dạng viên sủi, áp dụng công nghệ bào chế sâu, phân tách hoạt chất thành các phân tử có kích thước siêu nhỏ, ổn định được môi trường đường ruột và dễ hòa tan trong nước. Đồng thời thì loại bỏ được những nguồn ô nhiễm, rồi giúp các hoạt chất nhanh chóng phân tán và thẩm thấu nhanh hơn các dạng viên nén trên thị trường. Do đó, tôi hoàn toàn tự tin khách hàng sử dụng Choles BT có thể yên tâm về hiệu quả này và không hề có tác dụng phụ cho sức khỏe. Tôi bị bệnh mỡ máu đã nhiều năm nay rồi. Trước đây thì tôi chỉ thấy tôi bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, thậm chí là có hôm thì mất ngủ. Nhưng mà gần đây thì tôi thấy nó lại còn có cái hiện tượng nó đau, nó xuyên từ đằng trước ra đằng sau cái phía ngực. Tôi rất là khó chịu mà nhiều lúc là tôi không thể chịu nổi. Thế thì đi khám ở bệnh viện thì mới đầu người ta xét nghiệm cái chỉ số cholesterol của tôi thì nó cao, nó lên đến hơn 6 chấm cơ. Đấy. Thế thì người ta cho thuốc về uống rồi điều chỉnh chế độ ăn. Thế nhưng mà cũng chỉ được một thời gian thôi. Thì cũng lại thấy người nó rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Đứng lên ngồi xuống là cứ phải vịn. Chóng mặt ghê lắm. Thế thì tôi cũng chia sẻ với cả bạn bè. Mình giờ về nghỉ hưu rồi thì bạn cũng bảo là bạn cũng bị mỡ máu cao. Cholesterol cao là hơn 5 chấm cơ. Mà triglycerid thì rất là cao. Thế thì việc điều chỉnh chế độ ăn của tôi điều chỉnh nhưng không ăn thua. Thì bác sĩ lại tăng cường thêm thuốc mà hàng tháng tôi tháng nào tôi cũng phải đi lấy thuốc. Nhưng mà về thì uống thuốc Tây thì nó rất là mệt. Nó nhiều tác dụng phụ. Cho nên là tôi cũng thấy là bệnh tình của tôi càng ngày nó càng phát triển. Tôi cũng lo lắng lắm. Tôi được một chị bạn giới thiệu đến bác sĩ Lan. Bác sĩ chuyên chữa về gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. Thì tôi có đến khám và được bác sĩ tư vấn
cho dùng cái sản phẩm Cholet BT. Thì tôi cũng lấy một liệu trình về dùng. Và sau một thời gian thì tôi thấy người tôi đứng lên ngồi xuống là cái việc chóng mặt là nó giảm rõ rệt. Thế rồi cái cơn đau tức ngực của tôi ấy, nó cũng giảm lắm. Và đêm tôi ngủ rất là ngon giấc. Thế tôi thấy người tôi nhanh nhẹn mà khỏe khoắn. Thế tôi lại tiếp tục đến thăm khám lại và mua tiếp và hai liệu trình nữa để về điều trị cho nó dứt điểm ạ. Tôi bị bệnh máu nhiễm mỡ, cho nên là cơ thể của tôi là rất là mệt mỏi, có những triệu chứng như là đau đầu, mất ngủ này, da mặt của tôi rất là xấu này, nó cứ nổi các cái nám này, tàn nhang lên này, thế là cơ lại có những cái triệu chứng như là có những cơn đau thắt ngực này, đau lắm. Mà đi lại thì khó khăn, mà tôi làm việc là mệt mỏi lắm. Đi từ tầng 1 lên tầng 4 là cứ vừa đi là vừa phải nghỉ này. Con gái tôi nó thấy mẹ bị bệnh như thế là nó xót lắm. Nó tìm hiểu ở trên mạng và nó mua cho tôi một liệu trình viên sủi Cholet BT. Sau khi tôi uống được một liệu trình viên sủi Cholet BT, tôi cảm thấy các cái triệu chứng như đau đầu, mất ngủ, đau nhói tim bên trái và cái da mặt của tôi này thì nó cũng sáng dần lên. Tôi rất là thích cái sản phẩm này và tôi lại tiếp tục là tôi nhờ con gái tôi là mua thêm cho tôi uống để cho nó chữa cái dứt điểm cái da mặt nám này của tôi đi. Và tôi cảm thấy là tư tưởng của tôi rất là thoải mái, sức khỏe của tôi thì nó khỏe mạnh, nó không còn những cái triệu chứng như trên như là đau đầu này, mất ngủ này, người ngợm này, nó khó chịu, nó cáu gắt. Và tôi xin chân thành cảm ơn cái sản phẩm viên sủi Cholet BT đã đem lại cái cuộc sống cho tôi, đã đem lại sức khỏe cho tôi, làm cho cuộc sống của tôi nó có ý nghĩa hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, song song với việc sử dụng sản phẩm viên sủi Cholet BT, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống nghỉ ngơi khoa học, hạn chế thực phẩm có lượng cholesterol cao, giảm thiểu hàm lượng thịt đỏ và chất béo như là mỡ, bơ hay là nước luộc thịt trong bữa ăn. Nên ăn nhiều rau xanh, chất xơ và các loại vitamin từ trái cây, một nhân tố cũng góp phần giảm thiểu hàm lượng cholesterol. Vâng, một chế độ sinh hoạt hợp lý sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ sức khỏe chúng ta và cũng như là giúp đẩy lùi bệnh lý rối loạn mỡ máu. Thank you.